Trương Văn Thiết lên tuyển Việt Nam, viết tiếp giấc mơ dang dở ở tuổi 19. Không phải Tuấn Hải, Trương Văn Thiết mới là cái tên gây nhiều bất ngờ ngay sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên hậu vệ sinh năm 1995 được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới. Trương Văn Thiết từng nổi lên từ rất sớm. Anh được huấn luyện viên Guillermo Rachel triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu các giải trẻ năm 2013 và 2014. Với bản tính mạnh mẽ, tố chất lì lợm, Văn Thiết đã thêm chất thép cho U19 Việt Nam lúc đó. Công Phượng, vì lứa Công Phượng đông chiều của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu quá hiền. Trương Văn Thiết thường được huấn luyện viên Rachel xếp đá chính ở U19 Việt Nam cùng với Duy Mạnh hoặc Lục Xuân Hưng, hay cặp với đông chiều. Trận nào ra sân, Thiết cũng chơi máu lửa, giúp hàng thủ U19 Việt Nam vững vàng. Thế nhưng, sau các giải U19, sự nghiệp của anh có phần chững lại khi đồng đội của mình được vinh danh ở mọi giải đấu quốc tế. Còn Văn Thiết thì không được gọi lên đội tuyển. Ở Viettel, dù có cặp trung vệ số má Quý Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, nhưng Trương Văn Thiết vẫn được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tin tưởng khi thời gian ra sân của anh khá nhiều. Xuất phát ở vị trí sở trường là trung vệ, giờ đây Trương Văn Thiết lại được sử dụng nhiều hơn với vai trò hậu vệ phải ở câu lạc bộ Viettel, đặc biệt là ở V-League 2021. Kể từ khi lên chơi ở giải vô địch quốc gia, Trương Văn Thiết đã thi đấu tổng cộng 37 trận, trong đó có 25 lần đá chính. Riêng mùa giải 2021, Văn Thiết ra sân 6/12 trận và có những màn thể hiện khá tốt. Đây là bước ngoặt để anh được huấn luyện viên Park Hang-seo để mắt đến. Việc thi đấu lì lợm, không ngán bất cứ đối thủ cao to nào và phán đoán tình huống tốt, giúp cầu thủ chơi không ngại va chạm này được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi vào tuyển Việt Nam. Cuối cùng, Trương Văn Thiết đã có một ngày rất vui, bởi sau 6 năm miệt mài chứng tỏ, anh cũng được ghi nhận và vinh dự khoác lên mình chiếc áo truyền thống của đội tuyển quốc gia.